Thôi giờ xin phép cho con nói chuyện riêng với chú được không? Đừng hỏi chuyện gì tình yêu ạ. Thôi bây giờ nghe, con với chú đi vô cái chỗ mà chú thường làm việc á, là hai chú cháu mình tâm sự được không? Bây giờ con không có dìu vô mà con đẩy chú vô nha. Đây, vô đây. Ở đây. Đây chính là khu vực làm việc và nghỉ ngơi của chú Mạc Cang nha quý vị. Ở phía sau Quốc Thuận đó chính là một bức chân dung của nghệ sĩ Mạc Cang. Phải nói rất là đặc biệt. Chú Mạc Cang có thể cho quý vị giả biết là bức chân dung này được làm bằng cái gì ạ? Nhỏ tướng dịch. Và đây là nơi làm việc của nghệ sĩ Mạc Cang. À, Quốc Thuận nhìn thấy nghe, đây là một tác phẩm gắn liền với nghệ sĩ Mạc Cang, đó chính là Tấm Dáng Phóng Dao. Nhân vật nào ở trong tác phẩm này là chú Mạc Cang? Trong bản là cô Tư. Cô Tư. Nghe thằng đứng kế bên nè, cứ phải luôn luôn là cái màn phóng dao phải có người hề. Dạ. Để làm bớt cái không khí nó bớt căng. À, bớt căng. Gỡ hết dao làm bộ rung rung là đưa cho cái ông. Cái ông phóng thật á. Dạ. Rồi ông bắt cái ông mà cầm dao lại đó phải đứng. Phải đứng là rung quá. À. Rung quá cái bỗng nhiên cái con dao bay tới cắm ngay cái bụng ổng. Dạ. Ừ. Ai không ngồi hộp ai không rú lên. À. Nhưng mà mở cái áo ra thì quyền lắm dáng em ơi. Mạnh mạnh. Dạ. Ủa rồi vậy thì nhân vật mà cái người phóng dao này là ai chú? Chết rồi. Là anh của chú. Anh thứ mấy trong gia đình chú? Thứ hai. Hồi nãy á là cố có nói á, bây giờ là chú gõ được laptop. Một tay. Còn tay này phải 50 này. Dạ. Mà thường thì mỗi ngày là chú gõ cái gì? Gõ chuyện ngắn. Không biết được chuyện ngắn thì đang tiếp tục cái chuyện dài. Cái chuyện gần đây nhất của chú là chuyện gì? Sai nắng. Nắng bình thường là bị sai nắng thiệt. Dạ. Có nhiều khi chóng mặt biết đâu. Dạ. Nhưng mà về nhà xíu là hết. Dạ. Nhưng mà sai nắng này nó khác. Dạ. Cái sai nắng này giờ mình thấy cái cô hơi có duyên chút xíu. Dạ. Là bị sai nắng tới mạng kiếp. Cái nhân vật trong đó có phải là nghệ sĩ Mạc Cang không? Không, tôi tại vậy. Không, nghệ sĩ Mạc Cang trước đây kìa. Nghệ sĩ Mạc anh thanh niên Mạc Cang á. Thế là này sai nắng ngoài giờ bớt rồi. Bớt rồi. Vậy thì giờ chú có sai nắng ai nữa không? Có, hơi. Trời. Cái thời mà chú đi diễn ảo thuật. À. Thì con còn nhớ chú với chú Linh Sang. Một cặp song tấu rất là lẫy lừng đó. Cũng kiếm được chút tiền. Dạ. Chú còn nhớ mấy cái chiêu ảo thuật đâu không chú? Ảo thuật hài. Làm cho người ta cười. Làm như làm bộ như lúng túng bể mánh người ta cười. Vậy tốt hơn. Cái ảo thuật là thường giấu kín, nên người ta không thấy cái bí mật. Dạ. Nhưng mà người ta thấy bí mật rồi người ta bật cười. Dạ. Thì điều đó cũng tốt. Một đêm có khi mà chạy show đó, ngày sau cũng 5-7 chỗ. Mấy đứa con của chú có thường xuyên về để thăm chú không? Có đứa con gái ở, có chồng ở dưới Rạch Giá. Còn đứa con gái thì ở đây. Dạ. Ở gần đây, còn hai đứa. Chú có muốn các con của mình về ở với mình không? Muốn nhưng mà hoàn cảnh không được. Vì nó phải có công việc riêng. Hiện tại đó nghe, là chú vẫn còn trăn trở, chú vẫn còn lo lắng, đó là điều gì? Lo lắng là mình nên làm cái gì mà ý nghĩa hơn. Cái gì mình muốn mà mình làm chưa kịp. Dạ. Yeah. Thì xin cầu cái ơn trên cho mình sống dài chút xíu, làm cho kịp. Tôi muốn viết một cái gì đó mà 100 người đọc thì 90 người đều thích. Cuộc sống của chú hiện tại thì chú hài lòng? Quá hài lòng. Nhưng lâu lâu hơi buồn. Mình sống ở thành phố lâu rồi, sống quen cái chỗ đông người rồi, giờ về cái chỗ vắng quen vậy, lâu sau cũng chạnh lòng nhớ tới bạn bè, cà phê mỗi sáng một tụ họp ở cái quán nào đó, nói tới nó đôi đủ thứ chuyện mình không có mặt hết á, mình cũng thấy buồn, mình chạy xe thì không được, chạy xe té. Rồi lâu nay có gặp mấy ông bạn đồng nghiệp không? Không đi rồi. Ai đó? Ông Hồ Khiển, ông Tránh Tính, ông Lý Quỳnh. Còn một người bạn nữa mà cứ nhắc chú hoài luôn vậy đó. Bí mật nghe. Nóng ruột quá. Cha này còn sống hả? Rồi. Đây nè. Xin giới thiệu
một người bạn thân thiết của nghệ sĩ Mạc Cang đây. Ông Trung Giang phải không? Ông ơi, ông mời tóc bạc kìa ta. Ông vậy là không có bạc á, vậy là khỏe lắm á. Khỏe cái này mà đuối kia. Hôm nay chú có đi đâu xa không? Có đi đóng phim chứ. Vẫn đi đóng phim hả? Ờ, à, vậy là ngon rồi. Hiện nay là em bật mí cho anh biết nha, mặc dù là sức khỏe vậy đó nhưng mà vẫn coi như là vẫn kiên trì, vẫn đánh máy, vẫn viết coi như truyện ngắn được luôn á. Trời đất ơi, câu chuyện mang tên Say Nắng. Mà say nắng đó, đó là mãn đời cũng chưa hết. Tôi phải lặng coi nè, đứng đường con nhỏ nó đẹp dễ thương, nhìn nó say nắng luôn. Ai vậy? Nhưng nó cũng đỏ một lát thấy nó dược dẫn dây chuyền của bà kia rồi tôi trúng nắng luôn. Gọi điện cho anh để cho anh gặp ông bạn già đó. Bây giờ thấy ông bạn già thì anh thấy làm sao? Nếu mà chú trai vậy thì thấy ok rồi nha. Đáng lẽ vậy ta giữ dưỡng bệnh nha, mà không dưỡng luôn nha. Luôn ngày nào dưỡng ngày đó, không có dưỡng dài nữa. Ngày nào dưỡng ngày đó vậy chứ sao. Phải dưỡng, dưỡng là phải dưỡng để cho cái thai nè nó không có rung. Đó, nè đó. Mà nó không có rung thì giết mới được. Ờ, không được. Đó. Đó. Bây giờ tụi ta ăn kinh gà với lại thảo dịch nha. Coi bây giờ chú ta diễn, biểu diễn cái tay thơ tay. Cứ cám thôi, đưa lên coi. Đưa lên. Ai? Đưa lên gì coi. Đó. Ơi, tí đứt chú Phạm Văn Bách còn thua đó. Chúc chú mạnh giỏi nha. Thư thả. Cảm ơn anh. Rồi tạm biệt anh Dân nha. Rồi chúc anh Dân nhiều sức khỏe nha. Và không chỉ riêng về nghệ sĩ Trung Dân mà còn rất nhiều những người đồng nghiệp cũng đều nhắc nghệ sĩ Mạc Cang. Tất cả mọi người cũng rất là mong chú có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục viết, à, thậm chí là nếu có sức khỏe thì vẫn có thể tiếp tục đóng phim. Đây, anh hỏi thăm rồi, nhà Dũng ở đây. Em cũng hỏi thăm rồi nhưng mà em không nghĩ là nhà Dũng có cái cổng hoành tráng đó mà người chỉ dẫn đường, hàng xóm người ta bảo là có một cái cổng rất là đẹp, rất là to, hai bức tranh ở hai bên chính xác đây rồi. Chính xác là thế này. Nhưng mà có cổng này thì hiệu lệnh của chương trình là như nào nhỉ? Gõ cửa thăm nhà. Cốc 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 cốc. Có ai ở nhà không ạ? Có ai ở nhà không ạ? Ôi, chào gia đình ạ, à. Chào cô ạ, à. Chào Dũ. Dạ. Con chào bà. Chào cháu. Xin chào. Ôi, đúng nhà rồi. Ôi, đúng cái cửa xinh. Chào Dũng. À, biết chị này rồi gì? Bạn hay chị? Chị ạ. À, chị à? À, chị Trang Mù Tạp. Cũng gọi là em có cháu cũng xem nhiều chương trình của chị. À, đấy. Hôm nay chương trình gõ cửa thăm nhà sẽ sộc vào nhà của cháu. À, để họ. Con chào bà. Chào bà, vâng. Chào bà. Ôi, bà nội chào. Ạ. Chào bà, chị. Bà. Đây là mẹ. Ô, mẹ. Mẹ trẻ nhỉ? Thế này thì có khi phải Dũng phải gọi chú hay gọi bác nhỉ? Chắc là gọi bác rồi. Con gọi chú. Hả? Thôi gọi chú nhá, gọi chú cho trẻ nhá. Vâng. Máy đang chạy 3 2 1 vô. Hay hay. Dạ đây chị. Đây là dạ. Dạ em chào chị Lan Anh. Dạ giới thiệu với chị Tú Vi, đây là chị Lan Anh. À, chị dạ dạ một lô Tú Vi của Ý Thảo ạ. Hôm nay rất vui mừng khi được một MC rất là xinh đẹp và nổi tiếng đến thăm nhà Yến. Em mới làm MC có mấy tập mà chị Liên. Cảm ơn chị nha. Vậy thì bây giờ Vi em có thể xin phép được đi vô tham quan nhà Yến được không chị Lan Anh? Được, dạ, mời chị Vi vào. Dạ chưa. Các máy giờ đây chưa trước đúng không? Khoan nha, mình sẽ hỏi cái này là gì trước. Nghe cái này là gì anh Năng. Anh Năng. Anh Năng. Anh Năng. Anh Năng.
đây xong để anh nằm đứng cùng luôn để anh ăn ăn chủ nhà ý đứng ra đây để cho các bạn cùng đứng học. Ok. Để đó, tự nhiên là anh đang thấy hết không? Mình qua đây luôn đi, đang ăn đó. Mình xếp hàng chờ cờ. Anh chút xíu anh quay mặt lại, anh đứng. Chương trình tay trái, tay phải. Anh chạy thấy rồi. À, khoan nha chị, bây giờ Lan Anh sẽ giới thiệu anh tên gì rồi gì xong rồi Vi sẽ hỏi một câu là cái này đã gì đó là xong phần ở đây để mình đi trong. Ok. Xin giới thiệu mọi người. Chưa. Quay chưa? Ok rồi. Rồi 3 2 1 mời chị. Xin giới thiệu mọi người, đây là anh Lan chủ nhà Yến. Chủ nhà Yến. Chủ nhà Yến này và hiện giờ là anh Lan sẽ giới thiệu cho mọi người xung quanh về quy trình mình làm yến như thế nào. Mình làm yến như thế nào? Dạ, em chào anh. Em là của bên chương trình Tay Phải Tay Trái. Thì hôm nay rất là vui và cảm ơn anh đã nhận lời để mà hướng dẫn cho tụi em tham quan nhà yến. Thì bây giờ em muốn hỏi là ở đây là mình có một cái dàn âm thanh này là âm thanh để làm gì anh ha? Nhà yến mà muốn có hiệu quả thì cái bộ phận đây là cái đầu não của nhà yến. Đây là cái phòng kỹ thuật. Và đây là những cái máy móc để mà phát âm thanh, để kêu gọi cái tiếng chim, yeah. Tiếng chim để cho chim nó nghe nó quen và nó ở. Yeah. Thì đây ta gọi là nó dùng chim. Tức là bộ phận âm thanh để dùng chim. Em hiểu rồi, tức là đây là những cái máy để phát ra cái tiếng giống như chim yến đó. Đúng rồi. Để kêu những cái bạn chim yến khác quay tức là đến nhà yến của mình. Yeah. Và cư trú. Hay quá, vậy mình tiếp theo mình đi vô trong được không ạ? Bây giờ sẽ xin mời mấy cô được mình vào trong cái chỗ mà chim nó ở. Ok, cảm ơn anh. Dạ, dạ, trước ở anh dẫn đường luôn. Ok. Cũng có cái tiếng éo vậy, tiếng thiệt hay là tiếng dạ, có thật có giả. Cả hai